Xin chào những người anh em yêu công nghệ xe, độ xe. Chúc anh em một ngày an lành vui vẻ. Sau đây là những bản tin chính ngày hôm nay. Piu Dâu 5008 được đại lý giảm giá sập sàn hơn 150 triệu đồng. Toyota Land Cruiser bản GZ Sport làm nhiều người điên đảo vì ngầu. Xe bán tải điện F-150 Lightning lộ ảnh thực tế tại nhà máy. Ngắm siêu phẩm Lamborghini Aventador sinh viên màu độc duy nhất trên thế giới. PZEOS 5008 được đại lý giảm giá sập sàn hơn 150 triệu đồng, động thái giảm giá sâu cho mẫu PZEOS 5008 lần này nhằm mục đích xả hàng, dọn kho đón phiên bản mới. Mức ưu đãi của PZEOS 5008 phiên bản An Cao Cấp, bản tiêu chuẩn đã được lược bỏ ghi nhận tại một đại lý ở Hà Nội nếu tỉnh tổng các chương trình khuyến mại lên tới 155 triệu đồng, bao gồm trừ trực tiếp 82 triệu đồng tiền mặt vào giá bán, giá bán niêm yết 1.249 tỷ đồng giảm còn 1.099 tỷ đồng tặng bảo hiểm vật chất một năm trị giá 15 triệu đồng và tặng một chiếc xe tay Gapize Order Gian Khâu trị giá 68 triệu đồng. Tất cả ưu đãi có thể quy đổi ra tiền mặt hoặc ngược lại. Tuy nhiên, mỗi đại lý sẽ có chính sách và mức giảm giá khác nhau. Khách hàng cần tham khảo kỹ trước khi mua xe để nhận được ưu đãi tốt nhất. Pizeot 5008 ra mắt khách hàng Việt từ tháng 6 năm 2018. Xe có 7 chỗ ngồi dạng 5 cộng 2 và được trang bị hệ thống âm thanh Focal 10 loa, màn hình điện tử sau vô lăng ghế có chức năng massage, cửa sổ trời toàn cảnh và gói công nghệ an toàn tiên tiến với các tính năng cảnh báo điểm mù, định tâm làn đường tại Việt Nam. Tỷ xe OT 5008 được trang bị khối động cơ tăng áp 1.6 lít sản sinh công suất 165 mã lực và mô, men xoắn 245 nm, kết hợp số tự động 6 cấp mặc dù không có lợi thế về giá bán, không đa dạng động cơ và hệ truyền động như các đối thủ nhưng Peugeot 5008 vẫn được đánh giá cao trong phân khúc cơ rót over cỡ C nhờ vào thiết kế tinh tế mang đậm phong cách châu Âu ngoài 5008. Các mẫu xe khác của Peugeot như 2008, 3008 cũng đang được giảm giá từ 15 đến 70 triệu đồng. Toyota Land Cruiser bản Razor Sport làm nhiều người điên đảo vì ngầu. Razor Sport là phiên bản cao cấp nhất trong dòng xe Toyota Land Cruiser thế hệ mới vừa ra mắt cách đây không lâu. Được thiết kế bởi bộ phận Toyota Gazoo Racing chuyên phát triển xe đua thể thao của Toyota, không chỉ sở hữu khả năng vận hành và ốc xoa nổi trội, Lenkeru ZZR Sport 2022 còn mang diện mạo hấp dẫn. Xe được sơn đen nhiều chi tiết như mâm, lưới tản nhiệt, nẹp ô cửa kính, thanh giá nóc ốp gương chiếu hậu. Phần đầu xe nổi bật với dòng chữ Toyota trên cụm lưới tản nhiệt bên cạnh logo Gazoo Racing ZZ. Nội thất của ZR Sport kết hợp da đen và đỏ sẫm, biểu tượng của Gazoo Racing trên chìa khóa, vô lăng tựa đầu ghế ngồi và trên màn hình thông tin giải trí 12 inch. Ngoài ra, xe còn ốp gỗ trang trí trên bảng điều khiển trung tâm, ốp cửa, bệ cần số. Xe vẫn giữ nguyên cấu hình ba hàng ghế 7 chỗ thực dụng của Land giờ Hệ thống cho điện tử E, KDSS của xe có thể điều khiển điện tử tự động và độc lập từng bánh xe ở trước và phía sau, dựa trên tình trạng ở mỗi bánh khi xe vượt địa hình, giúp tăng cường độ ổn định khi lái xe trong thành phố. Giảm thiểu dao động rung lắc khi đi qua những mấp mô khi vượt địa hình. Nhìn chung, Phiên bản Lenker Juizer Sport 2022 khó có thể được phân phối chính hãng tại thị trường Việt. Các khách hàng muốn sở hữu phiên bản này phải chờ đợi một thời gian sau khi Lenker Juizer Sport 2022 được phân phối ở thị trường Trung Đông. Theo đó, các đơn vị nhập khẩu xe tư nhân có thể dễ dàng tiếp cận và nhập phiên bản đặc biệt này về nước. Là phiên bản cao cấp, mức giá của Lenker Juizer Sport 2022 sau khi về Việt Nam không hề rẻ, có thể nằm ngoài mức giá 7 tỷ đồng. Tại Nhật xe có hai lựa chọn động cơ gồm động cơ xăng V6, dung tích 3.5 lít tăng áp kép, cho công suất 409 mã lực và mô, men xoắn cực đại 650 nm. Bên cạnh động cơ dầu V6, dung tích 3.3 lít tăng áp kép, cho công suất 304 mã lực và mô, men xoắn cực đại 700 nm. Cả hai động cơ đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động 10 cấp mới và hệ dẫn động hai cầu, 4 VKD tiêu chuẩn. Trang bị khóa phi sai điện tử cầu trước và cầu sau là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Lenker Zuiger Zier Sport 2022. Các xa so với các phiên bản khác, khi món khóa vi sai điện tử cầu sau là tùy chọn và không có khóa vi sai điện tử cầu trước để hỗ trợ vận hành vượt địa hình linh hoạt. Lên cờ ZJZ Sport 2022 cũng được tinh chỉnh hệ thống treo. Cụ thể, xe sử dụng hệ thống treo với bộ lò xo so cuộn và giảm chấn đơn giản, nhưng đi kèm cặp thanh cân bằng tự động ngắt kết nối được gọi là KDS Kinetic Dynamic Suspension System. Hệ thống giảm sóc thủy lực động lực học Toyota Land Cruiser Zier Sport 2022 hiện tại chỉ bắt đầu được bán tại thị trường quê nhà. Tại Nhật Bản, Land Cruiser Zier Sport 2022 có giá bán bắt đầu từ 7,7 triệu yên tương đương hơn 1,6 tỷ đồng cho phiên bản máy xăng, trong khi phiên bản máy dầu có giá cao hơn, từ 8 triệu yên tương đương gần 1,7 tỷ đồng. Land Cruiser Zier Sport 2022 có giá bán cao nhất trong tất cả các phiên bản của dòng xe Land Cruiser thế hệ mới. Xe bán tải điện F150 Lightning lộ ảnh thực tế tại nhà máy. Dòng xe bán tải điện cỡ lớn của Ford đã bước vào giai đoạn cuối trước khi xuất xưởng đến tay người tiêu dùng tại Mỹ. Ford Motor thông báo đã xuất xưởng chiếc xe bán tải điện F150 Lightning đầu tiên trên thế giới. Đây là phiên bản xe ô tô chạy điện hoàn toàn của dòng xe F150 nổi tiếng. Xe được hoàn thành tại trung tâm xe điện, Zoom Michigan, Mỹ. Được biết, hãng Ford sẽ đầu tư thêm 250 triệu USD tương đương hơn 5.700 tỷ đồng cho việc sản xuất xe điện EV cung cấp thêm 450 công việc mỗi giờ. Những công nhân mới này sẽ làm việc để lắp ráp F150 Lightning. Trong khi đó, một số khác sẽ làm tại các nhà máy khác sản xuất pin và các bộ phận của hệ thống chuyển động. Nhìn chung, khoản đầu tư sẽ nâng công suất sản xuất mẫu xe này lên 80.000 chiếc mỗi năm. Ông Bing Fo, Chủ tịch điều hành Ford Motor Company, cho bây chúng tôi biết F-150 Lightning là đặc biệt, nhưng sự quan tâm từ công chúng đã vượt qua kỳ vọng cao nhất của chúng tôi và thay đổi nhiều thứ xung quanh xe điện. Vì vậy, chúng tôi đang nhân đôi, thêm việc làm và đầu tư để tăng sản lượng. Ngoài ra, chiếc xe bán tải này và những công nhân của Ford, UAV kép đang lắp ráp nó ở Michigan có cơ hội tạo nên lịch sử và dẫn đầu phong trào xe điện ở Mỹ. Khoản đầu tư mới sau 700 triệu USD tương đương hơn 16.000 tỷ đồng mà công ty đã đầu tư vào trung tâm Ford dù mới đầy đủ để tạo ra những chiếc F-150 Lightning từ những bước đầu tiên. Đây cũng là một phần của khoản đầu tư lên tới hơn 7,7 tỷ USD mà Ford đã thực hiện tại Michigan kể từ năm 2016 những chiếc F-150 Lightning thử nghiệm cuối cùng sẽ trải qua quá trình thử nghiệm thực tế. Giá bán dự kiến bắt đầu từ 40.000 USD tương đương hơn 900 triệu đồng. Mục tiêu sẽ đi được 482 km cho mỗi bộ pin này. Cho đến nay, hãng xe Mỹ đã nhận được tới 150.000 đơn đặt trước cho F-150 Lightning. Xe dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào mùa xuân năm 2022. Ngắm siêu phẩm Lamborghini Aventador SV màu độc duy nhất trên thế giới. Lamborghini Aventador sở hữu màu sơn biến đổi sắc theo góc nhìn và được làm riêng cho vị chủ nhân trị chơi này. Màu sơn độc nhất vô nhị này trên chiếc Lamborghini Aventador S này mang tên Berlulia, có thể chuyển sắc sang màu tím và màu cam từ màu nền xanh dương. Atte Sonam đã phủ màu sơn đặc biệt này toàn thân xe kết hợp cùng các chi tiết sơn đen như ốp vẻ hông xe, ốp cản trước, cột A à và ốp gương chiếu hậu. Bên cạnh đó là chất liệu carbon được sử dụng ở một số chi tiết như cánh gió cỡ lớn nằm ở đuôi xe ốc hốc gió hông xe và cản sau của xe. Tương tự nhiều chiếc Lamborghini Aventador SV khác, xe cũng được trang bị bộ mâm di an thu sơn đen đa chấu trước sau với kích thước lần lượt là 20 phần 21 inch cùng ốc khóa trung tâm. Ẩn phía sau là cùng phanh đồng màu với mâm xe. Khoang lái của chiếc Aventador SV độc nhất thế giới này chủ yếu là tông màu đen và điểm suyết bằng những chi tiết màu xanh dương. Chủ xe đã đặt tùy chọn bộ ghế thể thao thông thường giúp mang lại cảm giác êm ái hơn khi ngồi. Lamborghini chủ yếu sử dụng sợi carbon và da Cantaza trong khoang lái như hầu hết chiếc SV hay SVG được bán ra. So với phiên bản Coupe, Lamborghini Aventador SV Roadster không thay đổi nhiều về thiết kế. Ngoại trừ phần mui liền của xe được thay bằng phần mui cứng với hai mảnh riêng sẽ được làm từ sợi carbon có trọng lượng khoảng 6kg và có thể tháo rời một cách dễ dàng bằng tay. Vì vậy, các cột trụ phía sau cũng được thiết kế lại giúp tăng sức mạnh cho siêu xe khi chiếc mui được tháo ra. Cùng với đó là cơ cấu chống lật chủ động sẽ được triển khai ngay sau khi xe gặp tai nạn. Lamborghini Aventador SV được trang bị động cơ V12, dung tích 6.5 lít, cho công suất 750 mã lực và mô, men xoắn cực đại 690 nm và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km h chỉ trong 2,8 giây trước khi đạt vận tốc giới hạn trên lý thuyết hơn 350 km h Hãng siêu xe ý sản xuất chỉ 500 chiếc Aventador SV Roadster ít hơn 100 chiếc so với phiên bản coupe, với giá khởi điểm từ 573.966 USD tương đương hơn 13 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, dân chơi Việt tậu về khoảng 3 chiếc Lamborghini Aventador SV, bao gồm hai chiếc bản Roadster và một chiếc bản coupe và có mức giá lăn bánh tại Việt Nam từ 30 đến hơn 40 tỷ đồng tùy vào trang bị của xe. Cảm ơn các bạn đã nghe tin tức về ô tô 24 giờ trên kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy ấn subscribe và nhấn chuông để nhận những thông báo mới.